Chí rùa cái thời còn đi học. Không có. Anh yêu em nhiều lắm cưng. Gia đình của Vân thì cũng quá là cạn kiệt thời gian, và thường mọi người cũng thấy rằng là đi đâu cũng là đùm đề, nhưng mà thực tế là vẫn có những chuyến đi chỉ có hai vợ chồng thôi. Thực ra điều đó Vân nghĩ rất là có ích đối với các cặp đôi, dù là mình cái thời gian của mình nó rất là cạn kiệt nhưng mà phải cố gắng đi. Và với Vân quan trọng nữa là mỗi một ngày phải dành một chút thời gian cho nhau. Thường thì có những đêm các con của em nhớ ba mẹ và muốn ngủ chung phòng thì coi như là một băng, nhưng mà cũng có những lúc thì cũng phải thỏa hiệp với các con là hôm nay các con ngủ ở trong phòng của các con nha, phòng của mình thì mình phải ở. Và sau khi cho các con ngủ xong, thường là em là người làm chuyện đó, thì cũng lén về phòng mình. Thì cũng có một hôm nọ, sau khi em cho ngủ và em thấy rất là yên ổn rồi, thoải mái, về phòng. Sang ngày hôm sau, mới cái câu đầu tiên ra, sáng cô La nó hỏi: "Mami, tối hôm qua Mami cho con ngủ xong, Mami lén về phòng Mami đúng không?" Xong mình im. Nó nói tiếp: "Con biết Mami về phòng Mami làm cái gì luôn á." Thật sự là trong một tích tắc mình có một chút hoảng hồn là có quên đóng cửa hay cái gì không. Xong mình nhìn nó, mà mặt rất hèn. Nó nói tiếp: "Mami về cắm sạc điện thoại đúng không?" Đúng rồi. Với chồng em thì chồng em không có khắt khe gì với em cả. Em muốn mặc cái gì cũng được, cho nên không có can thiệp rằng là em nên để kiểu tóc này, em nên trang điểm kiểu này, hay em nên làm cái này cái kia. Trong khi ngày xưa trước khi cưới, chí rùa rất là để ý tới em. Ngày hôm nay biết em thiếu ngủ là nhìn là biết liền, tóc em thay đổi là nhận ra ngay. Vậy mà mới gần đây, buổi sáng em chuẩn bị đi làm, lúc đó em chưa trang điểm, tự nhiên chồng em nhìn em xong nói: "Ủa, sao dạo này mặt em nhiều tàn nhang vậy?" Rồi em ghim ha, em không nói gì hết. Đến buổi trưa ngày hôm đó em làm tóc, em luôn phải tự làm ở nhà để mà chuẩn bị đến phim trường là sẵn sàng rồi. Hỏi em, bồi em thêm câu nữa: "Ủa, mới nhuộm tóc hả? Mà trong khi em nhuộm cả tháng rồi, tại sao em nhuộm?" "Tại vì dạo này tóc em bạc và em phải nhuộm đen." Hai câu, ghim nữa. Sang ngày hôm tiếp theo, lúc cả nhà đang đi dự lễ tổng kết của con em đi với tâm trạng đầy hứng khởi vì hôm nay là ngày vui, kết thúc năm học của con em. Em đang ngồi nhìn lên sân khấu, tự nhiên chí rùa nhìn em. Lúc đó cái cổ áo của em nó khá rộng và nó lòi cái áo phía bên trong ra, một cái áo thun mặc bên trong. Cái chí nhìn em chứ nói: "Ủa, cái áo bên trong dính gì vậy?" Ủa, em thật sự trong lúc đó em cảm thấy là nước mắt em nó trực chờ rớt luôn. Em phải ráng em kèm lại, em nói: "Trời, mình phải không có nên bắt bẻ cái chuyện này nữa, cứ coi như người ta vô tình một cái áo dính ta nhắc nhở thôi mà." Không phải, tại vì với em muốn hơn như vậy. Em nghĩ rằng là nếu mà một người chồng thương vợ và hay quan sát vợ, bây giờ biết cái áo bên trong sẽ sửa: "Cái áo bên trong dính gì nè em?" Mình giấu cho vợ mình. Cái hành động khéo léo và tinh tế đó. Chỉ hỏi thôi hả? Dạ, hỏi thôi xong. Cái đam mê lớn nhất của Vân đều là liên quan đến nghệ thuật. Được là một người diễn viên, diễn kịch trên sân khấu và đóng các bộ phim với những cái vai diễn có sức nặng. Đó là cái điều mà Vân đã theo đuổi và lăn lộn với nó trong suốt cái thời tuổi xuân của mình. Thì khi mà Vân theo đuổi công việc nghệ thuật, tất cả sự cố gắng, mồ hôi, nước mắt và tuổi xuân đều dành cho sân khấu. Cho nên Vân không tiếc gì cả. Chỉ có chăng là có những đêm mình có nhớ sân khấu. Đành phải từ chối thôi, không thể nào đi diễn đều đặn mỗi đêm nữa, cũng không thể nào lăn lộn theo các đoàn phim. Tại vì nếu Vân ở đoàn phim, Vân chờ đến cảnh quay của mình, chắc Vân sẽ rất là sốt ruột. Ở nhà các con đang làm gì? Thì đôi lúc cảm giác nhớ là có, nhưng mà tiếc thì em hoàn toàn không. Em nghĩ rằng cái điều này em cũng muốn chia sẻ với những người phụ nữ khác. Nếu mà bạn còn trẻ, bạn còn đam mê, bạn phải làm nó đi. Bạn đừng có để là nó cứ cuốn mình đi, rồi một ngày nào đó bạn ngồi bạn tiếc rằng là mình chưa làm được gì cả. Và hãy sắp xếp cuộc sống của mình. Khi bạn còn trẻ, bạn hãy có kế hoạch cho công việc, dành cái đam mê đó hết lòng cho cái điều mà bạn yêu thích. Sau đó bạn có những đứa con, nếu mà bạn vẫn cảm thấy bạn đam mê công việc và đam mê cả gia đình nữa, thì hãy cân đối, điều chỉnh một chút và sắp xếp kế hoạch mỗi ngày, thì bạn vẫn có thể làm được. 10 năm kết hôn,
diễn viên Úc Thanh Vân và ông xã Tí Rùa đã xây dựng được một tổ ấm đông thành viên nhất nhì showbiz Việt. Công việc của một nữ MC, một diễn viên luôn khiến Úc Thanh Vân gần như không có thời gian nghỉ. Nhưng mỗi ngày, cô đều dành tối đa thời gian rảnh để tự mình chăm sóc cho ba người con nhỏ. Và cũng dễ dàng thấy ở phía sau là ông xã Tí Rùa luôn hết lòng ủng hộ vợ trong công việc, cũng như san sẻ gánh nặng chăm sóc gia đình. Được biết là hai em quen nhau từ cái thời còn đi học, đúng không? Dạ. Vân là Vân học lớp 10, em là em học lớp 11. Rồi xong rồi cái em ở lại lớp 1 năm. Đừng có khoe. Em đừng có nói vậy. Em nói là em chờ Vân lên học chung. Hiểu không? Đúng rồi chị, em chờ. Đúng rồi, em nói vậy cho nó sang. Dạ, em cố tình em chờ. Em cố tình chờ Vân lên học chung. Đó, cho người ta thấy mình có ý đồ. Rồi sao? Cũng thuộc dạng học sinh cá biệt á chị, mà không biết sao em dính vô nữa. Tại vì em là thuộc dạng con ngoan trò giỏi. Em là học sinh giỏi. Dạ, mà nghiêm túc lắm, đi học đàng hoàng lắm. Em đi học sớm 1 năm. Em học sớm 1 năm. Mà tụi giỏi em qua thì... học sớm 5 được mà cũng vẫn giỏi. Dạ, mà tụi em là cùng sinh nhật, cùng ngày, cùng tháng luôn, chỉ có khác 2 năm thôi. Mà là học rồi cùng trường lúc đó gặp nhau hay? Dạ, học chung trường. Mà tại sao em chú ý tới cái cô này? Em đâu chú ý đâu anh. Ủa? Em được chú ý. Em được Vân chú ý. Dạ đúng rồi. Vậy là Vân là người tán tỉnh em trước hả? Dạ đúng rồi. Thực ra là lúc đầu tụi em học khác lớp. Thì em ở sân trường em cứ để ý có một nhóm. Nhóm này là nhóm khá là cá biệt, cũng hay bày trò và hay bị lên phòng của cô giám thị. Thì ông Chí Rùa này là cầm đầu nhóm đó. Thì em có để ý sao cái anh này giống Hàn Quốc quá. Chắc không, hồi anh... đó là cái gu của chị cái Harry. Mà gương mặt anh giống Hàn Quốc thiệt. Cái gu của mình hồi đó là còn gu xì tin. Cái xong mình mới tính coi là để sao mà dính được cái ông này. Nhưng mà phải để cho tụi bạn nó thấy rằng là ông này ông cu mình. Cái trong một ngày nọ chen vô căng tin rất là đông. Cái em thấy là bạn Chí Rùa này đứng đó rồi. Cái em cũng dàn cảnh. Em nhích vô. Trời, mà không thể mua được á. Muốn mua đồ mà mua không được á. Mà em giả bộ phải không? Đó. Em giả bộ. Cái em chen vô mà em lùng quá, em chen không tới. Chí Rùa cao mà. Lại hỏi em: bạn mua gì? Cái em nói: xin gầm. Anh nói: bạn mua gì? Xin gầm. Lần thứ ba hỏi em: bạn mua cái gì? Em hét lên: xin gầm. Giặt hết tất cả, giặt ra, giặt ra, vô mua cho em cây xin gầm rồi dính luôn. Wow, trời ơi, em rẻ vậy luôn hả Vân? Khổ ghê. Giá sao? Em có cây xin gầm hả? Trời ơi thôi chứ, đó là mua 2.000 rồi đó chị. Ui, đó 2.000 thì đâu có rẻ đâu chị. Trời ơi, làm nhục em kìa. Hồi đó mua 2.000 là nói chị đó. Ý nó nói là em có 1.000 thôi đó. Gần 20 năm rồi chị. Lúc mà Vân vào trường nghệ thuật thì em có là người cản không? Có gì, lúc đầu em cản. Em nói sao? Chia tay luôn, không nói gì. Lý do gì? Em không thích thôi, em không thích. Em nói là cái nghề, nói chung là cám dỗ Vân. Lúc đó là Vân đậu hai trường, thủ khoa hai trường luôn. Một trường là sư phạm, một trường là cao đẳng. Cao đẳng sư cao điện ảnh. Sư cao điện ảnh. Thì em nói tại sao không chọn đại học mà học, mà chọn cao đẳng mà học. Xong rồi gây qua gây lại, xong rồi tụi em chia tay. Bao lâu? Dạ, trong vòng vài tháng. Trong thời gian chia tay em có quen một người khác. Chí Rùa có quen một người khác. Cái sau một thời gian em cảm thấy không có ổn lắm. Tự nhiên em vẫn bị nhớ Trí nhiều. Mà không biết sao chia tay rồi mà một ngày gặp ba lần ngoài đường chở nhỏ khác. Em thấy em không vui rồi đó. Cảm giác đấy. Sao? Quế hả? Quế lắm chị, không thích chị, không thích. Một ngày nọ ông Chí Rùa đi tour. Tại lúc đó học trường du lịch. Cái em mới hẹn nhỏ đó. Mà đúng là duyên trời không? Mắc gì em đi đâu mà gặp ba lần? Em không thấy Vân thấy em thôi à? Không biết sao đó, rồi em quyết định là em sáp vô lại. Mà em cũng phải bày mưu tính kế nữa. Cái em mới gọi điện thoại hẹn gặp trước cửa trường du lịch. Em mời người ta ăn. Cái em mới nói chốt lại cái câu chuyện là: làm ơn nhả ra cho em ngậm lại. Nhả thiệt chị. Cái em sáp vô lại, quen dính tới giờ luôn. Wow. Thật sự là mọi cái chuyện trong cái cuộc sống của em và cái mối quan hệ của tụi em, em thấy rằng là đều có sự chủ động của mình hết. Và sau khi mà nối lại cái mối quan hệ đó thì em quyết định là làm mọi thứ thật là nghiêm túc. Em đi làm và em chứng minh cho Chí Rùa thấy rằng là em có thể làm được công việc này tốt, nghiêm túc, đàng hoàng và lương thiện. Chứ em sẽ không phải là em cưỡi ngựa xem hoa hay là chỉ để dạo chơi. Và sau tất cả sự nỗ lực, cố gắng của em thì thật sự là sau đó Trí đã suy nghĩ lại, Trí ủng hộ em hết lòng luôn. Em cũng không biết làm sao mà được qua tới ngày hôm nay nữa.
chắc là phải ăn mừng cái lễ gì gọi là lớn lắm, kinh khủng lắm đi. Năm nay là 10 năm ngày cưới. Năm 10 năm ngày cưới rồi, là 10 năm quen nhau nữa là 20 năm. Hình như 20 năm lớn lên cùng với nhau luôn đó. Dạ. Nhưng mà Vân hình như là một người ghen, đúng không em? Cái này để Trí Rùa trả lời hả? Dạ đúng rồi anh. Ghen bệnh luôn á. Ghen bệnh luôn á hả? Bây giờ thì mình sẽ không có phân tích cái chuyện đó là nó cụ thể như thế nào nữa, nhưng mà em đánh hơi hay lắm. Khỏi qua mặt em luôn. Bình thường một ngày sẽ là em xong việc, nếu như em về sớm thì em sẽ chờ Trí Rùa về để em mở cửa. Em sẽ không thể ngủ ngon khi biết là Trí Rùa chưa về. Nhưng mà ngày nào mà em đánh hơi cái mùi là đêm nay thế nào cũng về muộn đây là em nghi rồi, là em lo em gọi trước rồi. Nhưng mà thường những ngày đó thì bạn này đã lên kịch bản để mà đối phó với em. À, đầu tiên sẽ là thấy điện thoại của vợ gọi thì sẽ coi như là không biết, coi như lơ. Anh đang bận tắm cho con chó, anh đang lo ở quán đông quá. Rồi sau đó là sẽ cố tình để điện thoại cho nó sáng đèn hoài, cho nó hết pin luôn, để nó hợp lý hóa cái chuyện là tắt máy. Sau đó về nhà, nếu như mà em tức điên lên em chọn cách đối thoại thì một sẽ là Trí Rùa sẽ phản ứng ngược lại đùng 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 lên với em để cho em hoang mang, có phải là em đang sai hay không. Còn không á thì sẽ lạnh lùng lấp miệng em. Dạ đó. Đúng rồi, lạnh lùng luôn và đi ngủ luôn, ngáy khò khò trong khi em thao thức trằn trọc suốt đêm tới sáng. Chị hoàn toàn bảo vệ em, tại vì chị biết Ốc Thanh Vân là một người biểu diễn, kỹ thuật biểu diễn cực kỳ xuất sắc, và cô ta có thể viết lên một cái kịch bản ảo tưởng như thế. Không phải, phải cái này là em kịch liệt phản đối chị ha. Em thì làm việc với Ốc Thanh Vân rất là nhiều, cho nên em phải binh vực nhỏ em của em. Dạ. Em ơi em nghĩ sao vậy? Người ta là diễn viên xuất sắc mà em dàn dựng kịch bản em diễn trước mặt nhỏ em tôi hả? Dẹp mộng đi bự. Dẹp đi anh. Đối với chị á thì sự việc nó không đến như là mức độ như toàn thế. Toàn bộ là Vân vẽ ra hết cái kịch bản. Đúng vậy. Mặc dù em vẫn bình thường đang ở quán và đang xối xả làm việc, không phải lúc nào chúng ta xào chảo lắc chảo mà có thể nghe điện thoại được. Vậy cứ nhất hai ba công việc kinh doanh một lúc, hai ba công việc kinh doanh, hai ba công việc kinh doanh một lúc. Thôi đi. Anh thì anh nghĩ khác Vân. Công nhận Harry, nếu dạ. như là em đi, em đồng ý với Vân hay đồng ý với Trí? Trời, tất nhiên là em đồng ý với chị Ốc chứ chị. Trời ơi chị, em nói thiệt, những người làm ăn quan trọng nhất là cái gì? Điện thoại. Lúc nào cũng phải được liên lạc. Mà trong khi đó điện thoại để lâu cho nó tắt cái nguồn luôn là em thấy cái đó rất là sai nặng. Đúng vậy rồi, tôi phải có một cái lý do gì đó chứ, đúng không? Dạ. Một người làm ăn là làm nghề kinh doanh thì anh ta không thể nào mà để mất lòng khách. Cho nên là đối với một cuộc điện thoại giữa một người vợ thì phải biết cái mức nào là mức quan trọng, không thể nào lấn sâu vô công việc của chồng quá. Phản đối. Nói. Dạ, bình thường những người yêu nhau quan trọng nhất là niềm tin. Niềm tin là từ đâu ra? Liên lạc với nhau. Đâu phải là chị gọi đi ta đang ở đâu? Tại sao không vậy? Đâu phải là nói vậy. Chị Ốc Vân sẽ sợ nói à, chồng ơi đang ở đâu vậy? Chắc chắn là sẽ nói chuyện một cách rất là dễ thương. Nhắn và đáng tin trước yêu. Đã luôn rồi. Dạ. Nhắn tin trước rồi vậy. Mà không được. Lúc Vân gọi điện cho em có nói như Harry hồi nãy không? Dạ cũng nói vậy đó chị. Thấy không? Bây giờ là có nói. Bây giờ để em phân tích cho chị dễ hiểu nè. Cái vấn đề ở đây là không phải là tin hay là không tin, tại vì Vân cố tình không tin thôi. Tại vì thực ra từ nhà qua quán ba bước chân mà lần nào Vân qua đó Vân cũng gặp em hết. Mà tại sao ba bước chân không bước qua mà phải gọi điện thoại đó? Ba bước chân nhưng mà dính ba đứa con. Trời ơi, với lại thêm cái này nữa là trời ơi, một bà vợ suốt ngày cứ đi quán của chồng kỳ, tự nhiên mình mất giá, mình không thể nào mà chấp nhận được cái điều đó anh. Đúng rồi, nhưng mà thực sự là em mất giá hoài à. Sao vậy em? Thật sự là Trí Rùa có giá hơn em. Cái này là sự thật. Tại vì sẵn ngày hôm nay ngồi chung với anh chị, với mọi người thì mới kể ra một vài cái điều làm cho mình cảm thấy không có thoải mái. Nhưng mà thật sự những câu chuyện mà em kể cho chị Hương với anh Nghĩa với Harry hồi nãy á, thì nó cũng đã xảy ra cũng lâu rồi. Rất là lâu rồi. Còn đã nhiều năm đổ lại đây, tụi em đã bình ổn. Thì em cảm nhận cái người phụ nữ của em như thế nào để em có ngày hôm nay mà Vân nói là đã vượt qua những sóng gió? Là như vậy. Vân là một cái người nổi tiếng, người của công chúng. Nhưng mà khi mà về tới nhà đi, sau cái sân khấu, ánh đèn rồi này kia thì là Vân là một người mẹ, một người của gia đình. Và cái đó là cái mà em quý nhất. Có thể là quần áo, tóc tai sọc sạch không phải như trên sân khấu, ở nhà bê bối rồi đủ thứ hết mà để lo cho ba đứa nhỏ. Vậy còn Vân,
em thấy rằng mình đã thay đổi những gì để phù hợp với Trí Rùa? Về bản tính của em thì em không thay đổi, vì con người của em sinh ra vốn đã là như vậy rồi. Nhưng mà em điều chỉnh những cái sự cầu toàn của mình nó ở một cái mức nó vừa phải để Trí Rùa cũng như mọi người trong nhà có thể đáp ứng. Những cái chuyện nho nhỏ, ví dụ như có những cái tật xấu của Trí. Em nói nha. Nói đi. Dạ, em nói nha Trí Rùa. Nói đi. Bừa bộn nè. Bừa bộn, ai cũng có đàn ông. Nhưng mà quá trời quá đất á chị. Rồi. Chứ không phải là ở cái mức vừa vừa thì không nói. Đi toilet quá lâu. Em làm cái gì trong toilet? Chân thành luôn. Khoan, em làm gì trong toilet? Cái điện tử rồi đọc báo chị. Tại sao? Tại sao không ra ngoài làm chuyện đó mà ngồi trong đó làm? Anh ơi, anh phải tưởng tượng là ở ngoài cái cửa toilet anh làm cái... Cơn bão. Cái không gian gọi là lộn xộn của ba đứa nhỏ và một cái bà nói quá nhiều. Là em thôi Dân. Không chắc ai trong phải em đâu. Đó, em thì cái khúc đó hơn. Là khúc yên tĩnh hơn. Em sẽ thấy bây giờ là em mới có một mình. Khi dạ. nào em có một bầy con mà chồng của em vẫn như vậy em sẽ phát điên. Và vậy em phải sẵn sàng để đưa con đến trường. Xấu của Vân là cái gì? Đó, chị nói nhiều quá đó. Nói nhiều quá. Chị thấy em có một vấn đề nãy giờ nó ba lần một câu thôi. Người đếm đó chị. Người đếm đó chị. Cây cú em lắm. Có tật nữa là ham ngủ. Ngủ quá nhiều anh ạ. Ngủ một ngày bao nhiêu tiếng mà quá nhiều? Ngủ bất kể lúc nào. Trí Rùa hả? Đang cãi lộn cũng ngủ. Đang nặng bụng cũng ngủ. Tại vì em nói nhiều quá người ta buồn ngủ luôn á. Hiểu không? Gây lộn rồi ngủ luôn. Bữa qua đang gây lộn em ngủ luôn bình thường. Vậy hả? Dạ. Ta nói ra rã như vậy mà em ngủ rồi cổ giận rồi sao? Thì lỡ ngủ rồi vậy tính chị. Giận. Ai làm quà trước? Vân luôn. Vân luôn. Em luôn nha Vân. Em nhục luôn, luôn là người xin lỗi. Thiệt á. Xin lỗi sao? Ngày xưa Trí Rùa xin lỗi em rất là nhiều. Nhưng mà sau này á, từ khoảng 5 năm đổ lại đây là em thấy gần như không có từ xin lỗi. Cái này là nó là một cái tật xấu và em nghĩ là nó cũng hơi ảnh hưởng tới em đó. Tại vì em nghĩ rằng là dù sao đàn ông cũng nên nhún nhường một chút với phụ nữ. Mà không có xin lỗi em cảm thấy em có giá vậy đó. Còn trước đây thì ảnh làm gì? Trước đây, đây nè chị, nằm trong đây nè. Cái gì vậy? Nằm trong đây. Viết thư chị. Này, để coi thử coi là cái gì đây. Đã lâu lắm rồi em không có đụng vô cái hộp này. Tụi em có hai hộp, một hộp là thư của em viết cho Trí Rùa và một hộp là thư của Trí Rùa viết cho em. Và hôm nay em chỉ mang cái hộp của Trí Rùa viết cho em thôi. Trí Rùa đây hả? Chị, đây. Trí Rùa cái thời còn đi học. Không có. Hồi đó là cái người của em nhưng mà em cắt cái đầu của Trí em dán vô. Chị chơi kỳ vậy vậy? Chơi kỳ vậy? Đâu đâu chị coi. Nè. Tại hồi đó em thấy tướng Trí, lúc đó chưa đẹp. Em thích. Em nghĩ tướng em lúc này đẹp hả? Thì đẹp hơn giờ. Đó, ủa, em dán cái đầu thư này là anh viết à? Đúng biết tay hết rồi. Ủa sao mà biết chưa đẹp dữ vậy, cưng quá à. Tuổi trẻ bồng bột. Nguyên cả lớp là đều... Đúng là thời học sinh đúng không? Biết. Trời ơi, biết trên cái giấy, vậy? Khăn giấy gì đó hả? Dạ. Trời ơi, con này quý vị thấy thương không? Anh yêu em nhiều lắm, cưng. Ngày xưa có lỗi là xin lỗi em. Viết rất là nhiều những cái lời xin lỗi. Có chữ ký đàng hoàng luôn anh. Dạ. Có chữ ký đàng hoàng luôn. Rồi còn bây giờ là không thấy lời xin lỗi nữa. Ngày sẵn ngày hôm nay em nhờ là vợ phải thế gì nói Trí Rùa giùm em một tiếng. Tại có sao? Gì xin lỗi em một tiếng. Có cảm ơn không? Có ví dụ gì? Như vợ làm cái gì ngon hoặc là vợ làm cái gì đáng yêu quá em có nói là cảm ơn em đã làm cái này cho vợ, cho anh và cho con không? Dạ có chứ gì. Tại sao nói cảm ơn mà không biết nói xin lỗi? Tại mình không có lỗi hả? Chỉ có cái hiểu cái cảm giác mà từ cái cảm giác mà mình có lỗi mà mình bị nói riết mà mình bực tới nỗi mà mình cảm thấy là mình làm vậy đúng luôn không? Chị Hương ơi, chị Hương bây giờ tới cái thời điểm chị phải ngồi đây rồi đó chị. Em nghĩ rằng chị nên qua đây ngồi luôn đi. Dạ. Nha. Để một người đàn ông đó một mình một ốc đảo đi. Dạ. Nhưng mà cái đây cũng là lỗi của Vân. Em nói quá lâu một vấn đề một tiếng đồng hồ thì bắt đầu người ta sẽ nổi cáu. Đâu 3 tiếng luôn hả chị? 3 tiếng. Nhưng mà trong vòng 3 tiếng đó anh có bao giờ nói xin lỗi không? Không. Đó thì anh sai rồi. Tại vì lo nghe không mà sao nói được em. Em với Kiệm nói một tiếng thôi là dừng nín liền lập tức. Dạ, thiệt. Đó, em có nói mà không nín. Em nói câu gì? Em kêu nín đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi em còn thấy nhức đầu. Thôi, mình đi về. Dạ. Harry ơi. Dạ. Trí ơi, anh trả em lại về với cái chuồng dạ. của em. Nha. Đại gia thật ra là cũng bó tay với cặp vợ chồng này. Đối với tôi, với chương trình là vợ phải thế, tất nhiên là tôi sẽ phải có một cái sự hơi nghiêng về bà vợ. Nhưng mà tại sao hôm nay tôi lại binh Trí Rùa? Có nghĩa là mỗi một cái giai đoạn trong hôn nhân nó sẽ có cái màu sắc khác nhau. Tôi nghĩ là trong ánh mắt của tôi nhìn thấy Vân thì cô ta cực kỳ yêu chồng. Cho nên là cái điều mà nín đi và nói 3 tiếng đồng hồ đó là bả khoái. Bả khoái vậy. Thôi, nhưng mà sẵn em nói luôn nè, thực ra là do công việc của chúng ta nó quá là... khá
khác thường so với mọi người đi. Em không có thời gian cho chuyện chờ đợi. Em nói ví dụ nếu như em làm một công việc bình thường, đêm nay em có thể thức, ngày mai em có thể ngủ bù vào thời điểm nào đó, nhưng mà mình không được như vậy. Em quá ít thời gian để ngủ, cho nên nếu như mà một đêm nào đó em bị trằn trọc suốt đêm chỉ vì chờ đợi cái lời xin lỗi của Trí Rùa, em cảm thấy không cam tâm. Em cảm thấy rằng là như vậy là chồng không có thương mình. Thực ra chỉ cần nhún nhường với em một chút, nói một tiếng xin lỗi là em có thể ngủ ngon. Sáng hôm sau em lại có thể bắt đầu một ngày mới vào lúc 6 giờ, và sau đó đi ra ngoài làm việc tới, có khi là tới đêm. Tôi nghĩ là vợ tâm sự như vậy rồi thì em cũng chiều chuộng cái cảm xúc của cổ một chút ha. Hôm nay về bị đặt xạo xạo, tối nói một cái lời gì đó, chị nghĩ là Trí hiểu hết á, nhưng mà tại tao muốn làm thôi.